thưa quý nhà đầu tư, đến hẹn lại lên chiều thứ hai hàng tuần lúc 3 giờ chương trình live stream của các chuyên gia của VNREX. Nay là chương trình Insight số 04. Đây là một chương trình phân tích chuyên sâu về đầu tư và các kênh tài sản. Thì hôm nay chúng ta chọn cái đề tài đó là lựa chọn ngành nhóm cổ phiếu cho danh mục đầu tư hậu Covid-19. Trước khi đi vào nội dung chi tiết thì cho phép tôi được giới thiệu thành phần của các panelist của VNREX ngày hôm nay. Đầu tiên là có một gương mặt mới là chị Đặng Anh Hiền, Head of Research của VNREX. Thứ hai là anh Hoàng Anh Tuấn, là Head của cổ phần DWOW Asset Management. Thứ ba là anh Bùi Xuân Tùng, nhân vật không thể thiếu được trong chương trình, Wealth Planner và anh Đặng Đặc Phục là Investment Advisor. Và tôi là Quang, là bộ phận Investment Advisory Asset Management. Trong cái buổi chia sẻ của panel ngày hôm nay, cũng tương tự như mọi khi thôi, sẽ có 3 câu hỏi chính cần trả lời. Một là chúng ta cập nhật tình hình những điểm nhấn chính trong tuần vừa qua. Thứ hai là sẽ đi vào cái nội dung chính của ngày hôm nay, là lựa chọn các ngành trong nhóm cổ phiếu mà nó outperform hoặc là underperform trong giai đoạn hậu Covid-19. Và cuối cùng là một số định hướng hành động cho nhà đầu tư. Thì trước khi đi vào nội dung chi tiết thì tôi xin mời anh Bùi Xuân Tùng sẽ có một vài comment cho quý nhà đầu tư. Xin kính chào quý nhà đầu tư, Tùng cùng cập nhật với cả quý nhà đầu tư một chút về ba câu hỏi là chúng ta đang ở đâu, chúng ta sẽ đi về đâu và hành động của chúng ta là gì. Thì tình hình cập nhật qua một chút về tình hình Covid-19, chúng ta thấy là hiện nay Mỹ và châu Âu đang là tâm dịch, đúng không ạ? Và đặc biệt là Mỹ thì đang là tâm dịch, trong khi châu Âu nó đang có dấu hiệu tạo đỉnh. Châu Âu hiện vẫn chiếm khoảng tầm 40% tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới, trong đấy Mỹ thì chiếm khoảng tầm gần 30%. Chúng ta nhìn một chút về qua cái báo cáo này, là cái báo cáo mà Google mới đưa ra. Thì đây là báo cáo thống kê về cái dữ liệu của người dùng đến, ví dụ đây là các địa điểm về ngành bán lẻ chẳng hạn. Thì chúng ta thấy ở Việt Nam là đã suy giảm khoảng tầm 50%, tức là cái mật độ người dùng đến các địa điểm này. Ở các nước châu Âu thì là suy giảm rất là mạnh, tầm 80-90%. Còn ở các nước ví dụ như là Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore mà họ khống chế dịch khá là tốt thì bị ảnh hưởng khá là ít. Còn với các ngành như là ví dụ của địa điểm làm việc hay là giao thông chẳng hạn, thì ở Việt Nam chúng ta cũng bị suy giảm khoảng tầm 50%. Cái suy giảm này là so sánh từ cái mức mà đầu tháng 1 là cái base và so với cả mức hiện tại là khoảng đầu tháng 4. Thì qua đây chúng ta thấy là cái ảnh hưởng của Covid đến các cái hoạt động kinh doanh thường nhật như thế nào. Và qua một chút thì đây là cái địa điểm làm việc mà Tùng vừa mới chụp mà buổi làm việc hôm nay, thì chúng ta thấy là các cái xe khá là vắng, cho thấy là ảnh hưởng đến địa điểm làm việc rất là nhiều. Tác động từ doanh nghiệp thì có một nghiên cứu khoảng tầm 350 doanh nghiệp vừa và nhỏ tham dự, thì là có khoảng tầm trên 50 doanh nghiệp dự kiến sẽ giảm ít nhất là 4% doanh thu năm 2020, và trên 50% doanh nghiệp là giảm ít nhất 2% lực lượng lao động. Đây là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đúng không? Doanh thu khoảng tầm dưới 100 tỷ, đúng không? Thì về thị trường châu Âu thì có chỉ số PMI mới ra, thì chúng ta thấy là Pháp, Ý, Đức và Tây Ban Nha đều có chỉ số PMI tháng 3 vừa rồi giảm khá là mạnh, về xuống từ 50 giảm xuống khoảng tầm 30. Về thị trường Mỹ và khai báo thất nghiệp thì chúng ta đều biết là khai báo thất nghiệp ở Mỹ, đây là cái đồ thị từ năm 1980 đến năm 2020, đúng không? Chưa có lần nào mà giảm khai báo thất nghiệp mà tăng vượt quá 600 ngàn. Thì là vừa rồi là trong 2 tuần là khoảng khai báo thất nghiệp tăng khoảng tầm 10 triệu, ảnh hưởng rất là mạnh. Một số nhà đầu tư lo ngại về cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Mỹ ấy, thì Tùng cũng cập nhật một chút là cái việc một cái lượng trái phiếu doanh nghiệp bị hạ xếp hạng từ hạng đầu tư xuống hạng dưới chuẩn thì nó được tầm 150 tỷ. Thì chúng ta biết là cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Mỹ, cái xếp hạng chuẩn đầu tư thì nó khoảng tầm 6.000 tỷ, thì trong đấy 50% là từ xếp hạng BBB, tức là cận mức ở dưới chuẩn. Thì Goldman Sachs dự đoán là trong vòng 6 tháng tới thì cái lượng trái phiếu mà sẽ bị hạ xếp hạng nó rơi vào tầm khoảng trên 500 tỷ. Đây là một ví dụ về cái trái phiếu mà ở dạng junk ấy, tức là trái phiếu dưới chuẩn, trái phiếu WeWork, đúng không? Trong cái số đi Insight 01 thì Tùng có cập nhật về trái phiếu WeWork, thì lúc đấy là
giá của trái phiếu khoảng tầm 60, thì hiện nay nó về khoảng tầm 36. Và chúng ta biết là SoftBank là đã hủy cái deal mà rót thêm vốn vào WeWork, nên thành ra là cái trái phiếu nó bị giảm giá khá là mạnh. Thời điểm này là cái thời điểm mà tôi nghĩ là rất là nhiều cái quỹ mua tham gia vào thị trường lợ ấy, là họ rất là bận rộn trong thời kỳ này, tại vì đây là lúc mà họ tìm kiếm cơ hội trong thị trường này. Mình nhớ là khi mà Lehman Brothers đột nhiên phá sản á, thì lúc đấy rất là nhiều nhà đầu tư hoảng sợ bán tháo trái phiếu, thì một quỹ đầu tư là Bob Post của Seth Klarman là mua trái phiếu của Lehman lúc đấy. Nhìn qua một chút về spread giữa trái phiếu doanh nghiệp dưới chuẩn và trái phiếu chính phủ, thì sau khi mà Fed và chính phủ Mỹ ra các gói cứu trợ rất là mạnh, thì cái spread này đã giảm từ mức từ trên 10 giảm xuống về khoảng tầm điểm 9 hiện nay, tức là thị trường trên thị trường lợn là đã có sự bớt căng thẳng đi khá là nhiều. Thì chúng ta sẽ đi về đâu thì tôi sẽ giới thiệu qua mọi người một chút về cái góc nhìn của Howard Mark. Thì Howard Mark có bài viết thì đưa ra cả hai góc nhìn là tích cực và tiêu cực. Thì tích cực, điểm tích cực là gì? Chúng ta nhìn là những cái nước đầu tiên nhiễm bệnh ấy, ví dụ như là Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, thì họ bắt đầu có cái sự tiến triển. Tất nhiên là Singapore thì họ mới phải lockdown vì có cái số ca nhiễm tăng lên, nhưng đa phần các nước châu Á thì đã có cái sự khống chế khá là tốt, và hầu hết các chuyên gia thì nhận định là trong vòng 3 tháng tới thì là cái dịch bệnh sẽ được kiểm soát, và thiệt hại trong cái góc nhìn tích cực thì thiệt hại tới nền kinh tế sẽ không lớn, và nếu mà có thiệt hại thì là gói trợ cấp của chính phủ sẽ bù đắp được. Chưa kể là cái hệ thống ngân hàng ở Mỹ ấy, thì cái tỷ lệ tài chính các thứ tốt hơn rất là nhiều. Về khía cạnh tiêu cực thì chúng ta phải nhìn nhận là cái dịch bệnh này diễn biến ở Mỹ rất là trầm trọng, đúng không ạ? Và nền kinh tế Mỹ bị hưởng rất là mạnh, ví dụ như là người trợ cấp thất nghiệp lên đến 10 triệu rồi. Chúng ta nhớ rằng là ở Vũ Hán ấy, thì ở Trung Quốc ấy, thì chỉ có một tỉnh Hồ Bắc là có số ca nhiễm trên 1.500 ca nhiễm thôi, nhưng ở Mỹ thì là có hơn 20 bang là có số người nhiễm là trên 1.500, là Mỹ bị hưởng rất là mạnh. Và đặc biệt là ngay khi mà chính phủ mà cho phép đi hoạt động bình thường trở lại, thì niềm tin người tiêu dùng và niềm tin của nhà đầu tư có trở lại hay không? Chúng ta thấy là ở Trung Quốc ấy, thì ngay cả khi mà chính phủ dỡ bỏ lệnh lockdown thì các cái trung tâm thương mại vẫn là khá là vắng. Và chúng ta đều biết là tiếp tục cái góc nhìn tích cực ấy, thì là tỷ lệ lợ ở các nền kinh tế đang rất là lớn, và người ta lo ngại là một làn sóng phá sản dự kiến sẽ đến trong thời gian tới. Chưa kể là cái hệ quả khi mà chính phủ và ngân hàng trung ương các nước bơm tiền vào nền kinh tế, thì cái hệ quả đấy nó sẽ như thế nào thì thực sự là chưa ai biết được, mà điều đấy sẽ dẫn tới đâu. Thì tóm lại là có hai kịch bản là bull case và bear case, đúng không ạ? Kịch bản tốt thì là chúng ta có suy thoái nhẹ và phục hồi trong vòng thời gian ngắn, còn kịch bản xấu thì là chúng ta có thể gặp đại khủng hoảng tương tự như năm 1930, đúng không ạ? Hành động của chúng ta là gì? Thì trong phần hôm nay Tùng chia sẻ với mọi người hai ý thôi. Một là, thứ nhất là redefine the reality. Ở VNRX thì có câu này thì Tùng thấy rất là hay, đấy là chúng ta phải nhận diện cái sự thật hiện tại ấy. Vì là con người thường rất giỏi trong việc giải thích cái sự vật hiện tượng mới để củng cố cho các lập luận cũ. Con người thường giải thích cái sự vật hiện tượng mới để củng cố cho các luận cũ. Chúng ta lấy một cái ví dụ như của chuyện của Buffett bán cổ phiếu ngành hàng không ấy, thì chúng ta biết là đầu tháng 3 của Buffett nói là tôi sẽ không bao giờ bán cổ phiếu ngành hàng không, nhưng mà sau một tháng thì cụ Buffett đã bán cổ phiếu của Delta Airlines và Southwest Airlines. Thì tại vì sao thế? Tại vì là cái cụ Warren Buffett có một câu đấy là khi mà thực tế nó thay đổi ấy, thì quan niệm của tôi cũng thay đổi. Cho nên là chúng ta luôn luôn phải nhận diện cái sự thật mới, chúng ta không nên phải nào quá bi quan hay là quá lạc quan, phải theo sự thực để hành động, đúng không ạ? Trong khủng hoảng khi mà thông tin rất là nhiều như này thì việc chúng ta mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi, cho nên là việc nhận diện sớm để khắc phục là rất là quan trọng. Cái thứ hai tôi muốn chia sẻ đến là về market timing ấy. Thì tôi không tin rằng là nhà đầu tư nào có thể market timing mua đúng đáy được. Ví dụ như ngay cả nhà đầu tư giá trị rất nổi tiếng là Seth Klarman á, thì ông ấy nói là năm 2008 đúng không ạ, chúng tôi mua cổ phiếu rất là nhiều, chúng tôi mở vị thế rất là nhiều, và chúng tôi chấp nhận rằng là sau khi mua thì giá cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm xuống, thì tại vì đấy là điều không thể tránh khỏi vì không ai bắt được đúng đáy cả. Hay làm chuyện của Warren Buffett, đúng không ạ? Tháng 15 tháng 10 năm 2008 ấy, cựu Warren Buffett viết một cái bài trên New York Times là Buy America Am. Thì sau đấy mãi tháng 3 năm 2009, tức là khoảng 6 tháng sau, thị trường mới tạo đáy.
ngay cả Warren Buffett cũng không bắt đúng đáy được, đúng không? Câu chuyện thứ ba đấy là mùa hè năm 1932 ấy, thì chúng ta nhớ là cuộc đại suy thoái của Mỹ đã diễn ra được 3 năm rồi. Và nếu mà chúng ta mua cổ phiếu vào mùa hè năm 1932 thì cái cuộc khủng hoảng nó đến đáy của khủng hoảng là 6 tháng sau, tới mùa xuân năm 1933 mới là khủng hoảng cơ. Lúc đấy là hệ thống ngân hàng trên toàn nước Mỹ đóng cửa, doanh nghiệp công bố các khoản lỗ khổng lồ. Cái công suất hoạt động của các nhà máy thép ấy từ khoảng 30% giảm xuống còn 13%, là đáy là 13%. Tuy nhiên đáy cổ phiếu nó diễn ra từ mùa hè năm 1932 cơ. Thành ra là, và lúc nó đi lên thì không ai giải thích được hiện tượng vì sao. Tùng không tin là mọi người ta có thể market timing được. Và có một câu nói quan trọng đấy là time in the market is more important than market timing, đúng không ạ? Thời gian ở trong thị trường chứng khoán thì quan trọng hơn là dự đoán đáy và đỉnh của thị trường chứng khoán. Thôi, phần hành Tùng cập nhật xong thì tôi cũng xin phép được cập nhật một vài số liệu, vì đây chúng ta chỉ được hành Tùng mà chúng ta có update lại, chúng ta cùng review xem vài số liệu về Covid-19. Nhớ là cái hồi đây là số thứ tư, số đầu tiên là lúc đó là 160 mấy nghìn, bây giờ một số nhiều virus trên toàn thế giới là gần 1.3 triệu, 1.3 triệu, 1.3 triệu, gần 1.3 triệu người mắc bệnh, đúng không? Cho đến thời điểm này hai cái chỉ số khác mà chúng ta tiếp tục cần quan tâm theo dõi, tuần nào tôi cũng update số này, đó là số active case, xem cái đồ thị nó có còn tiếp tục đi lên hay không. Thực ra ta nhìn vào cái đồ thị này ta thấy là vẫn đi lên, mà có vẻ như là cái dốc của nó bắt đầu không tức là nó hơi bắt đầu thoải hơn một tí rồi, nhưng mà ta sao với cái góc ở dưới này nhìn đã đỡ hơn. Và đặc biệt là cái đồ thị mà chúng ta theo dõi suốt là cái số new case, tức là số mà các bệnh nhân mắc mới, đúng không? Suốt những cái tuần trước chúng ta theo dõi là cái dốc thực lên thì điều bắt đầu nó đang có dấu hiệu là cái số ca bệnh mới là có dấu hiệu đi xuống rồi. Đó là một tín hiệu khá là đáng mừng. Và đây là một cái đồ thị gọi là Visualize của Jamie Morgan. Thì mới tuần trước thôi, đây tuần trước số liệu chúng ta nhìn cái đây độ khoảng gần 2 tuần, đúng không? Thì nhiều Trung Quốc thì ở bên này rồi, lúc đó thì Hàn Quốc cũng gần đỉnh, đúng không? Mỹ thì tít xa dưới phía dưới này. Thì bây giờ đến tuần này là cái đồ thị này của Jamie Morgan đã khác rồi. Là bên Hàn Quốc đã sang phía bên kia rồi, phía bên kia đỉnh rồi. Mỹ thì từ cái chỗ acceleration cũng đã lên cái vùng late accumulation, đúng không? Ở phía giữa cái đoạn này, màu đỏ trên đây này, chúng ta nhìn thấy mặt. Đấy, tín hiệu có vẻ như là các cái nước mà rất là nghiêm trọng của Mỹ là đang tiếp cận cái vùng đỉnh của dịch rồi. Ở đây mình không cố suy đoán mà chỉ nhìn số liệu thôi, đúng không? Sau đây thì mình nhìn. Rồi có thêm một vài cái data nữa. Chúng ta biết là cái trục gọi là 35% hàng ngày, đúng không? Cái trục này trục rất quan trọng để mà đánh giá được là các quốc gia này người ta có gọi là phát sinh được không, nghĩa là có làm cho cái số mắc bệnh tổng nó ở mức không bị quá nguy hiểm đến mức mà cái cơ sở y tế không thể handle được, ý là gì đã. Thì những tuần trước ta theo dõi cái số này là Mỹ này, số bang New York, mà còn ở phía khác bên kia của bên cái trục 35%, tức là ý muốn nói đây là mỗi ngày là tăng thêm 35% cái số lượng bệnh nhân thì Covid. Thì bây giờ là Mỹ đã xa ở phía bên tay phải rồi, đúng không ạ? Các cái bang của Mỹ đã theo dõi thêm tiếp nhé. Đấy, bang New York được của những cái thời gian trước là phía bên tay trái, thì bây giờ đã xa bên tay phải rồi. New Jersey, Michigan đều là hết. Đấy, tín hiệu đáng mừng, đúng không? Đây là một cái data của dự báo là đỉnh dịch vào lúc nào. Trang dự báo như ở Mỹ là khoảng độ giữa tháng này, vì hôm nay là mùng 6 thì khoảng độ 10 ngày nữa. New York thì sớm hơn một tí, California thì cũng mình trung bình của Mỹ thôi, New Jersey khoảng. Đây là đồ thị thị trường chứng khoán, thì từ lúc mà từ đáy thấp nhất thì thị trường Mỹ đã hồi được độ khoảng bao nhiêu, từ 2002 đến 2006 400 điểm thôi, độ 15% gì đó. Thị trường Việt Nam mình cũng có tín hiệu phục hồi khá là tích cực, từ đáy thấp nhất là 620 lên đến đây là khoảng 770 rồi. 730. Khoảng 10, hơn 10%, 13%. Trong khi đó thì cái diễn biến khối ngoại tiếp tục bán ròng suốt khoảng độ gần 2 tháng nay rồi. Và không chưa có tín hiệu dừng lại, thì đây cũng là một cái mà người ta... Rồi, thế thì bây giờ để có thể cập nhật và đưa ra một vài cái nhận định
là cái dù cái cú hồi này nó là một cái việc nào đấy và đi lên bền vững, hay là nó chỉ là một cái cú gọi là ta gọi hay dùng từ gọi là net cap bounce, là tức là một cú hồi giống như trong cái lần đi inside số 01 mình đã chia sẻ. Thông thường ở các cái đợt mà thị trường giảm rất mạnh ra khủng hoảng thì là suy thoái ra khủng hoảng thì thường cái nhịp đầu tiên là giảm rất mạnh trước, sau đó thì sẽ có một đợt hồi, hồi đó thì kéo dài tùy thôi, như ở Mỹ này thì tầm độ khoảng 4-6 tuần, sau đó thì có nhiều đầu tư mua được ở đấy ở cái lần đầu tiên thấy rất happy đúng không ạ, sau đó thì có thể nó rất thêm nhịp độ khoảng 28% nữa. Thì không biết là lần này sẽ như nào, chúng ta phải cần lắng nghe sự chia sẻ của các chuyên gia chúng ta ngày hôm nay. Đây có mấy câu hỏi rất là ngắn gọn thôi, một là các chuyên gia có thể cập nhật cho nhà đầu tư thêm một vài cái diễn biến về tình hình Covid-19 tính đến ngày hôm nay và tính đến ngày hôm nay là ngày 6/4 luôn nhé. Rồi ngoài ra thì chúng ta cần theo dõi thêm cái gì để update cho các nhà đầu tư không? Thứ ba là điều quan trọng là dự báo tình hình trong thời gian tới sẽ thế nào, và câu hỏi quan trọng nhất là liệu thị trường đã tạo đáy thật sự chưa hay nó chỉ là một cú hồi net cap bounce. Thì xin mời góc nhìn của chị Hiền, thành viên Head of Research của VNRAC. Cảm ơn anh Quang. Thì theo như em nhận định thì khi mà muốn xác định một cái đáy của thị trường, hay muốn xác định là cái thị trường đã hình thành cái xu hướng đi lên bền vững hay chưa, thì mình nên ở trong cái hoàn cảnh của thị trường Việt Nam thì mình nên xét đến hai yếu tố về giao dịch. Thứ nhất là yếu tố thanh khoản, thứ hai là yếu tố là cái hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Dù gì là dù thì là cái những cái thị trường Việt Nam đôi lúc nó vẫn bị lead theo với cái những cái performance của các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó là nếu mà mình muốn xác định là hình thị trường đã vỡ cái xu hướng đi lên thì mình còn nhìn nhận cái việc thanh khoản đã phục hồi trở lại ở cái mức là theo như em nghĩ là cái thanh khoản phải ở trên mức là trung bình là trên 5.000, thì đó lúc đó cái xu hướng đi lên thì mới vẫn. Thứ hai là nhà đầu tư nước ngoài phải trở lại mua ròng, bên họ thấy là họ thấy được là cái những cái rủi ro của thị trường Việt Nam được phản ánh hết vào giá, và họ nhìn thấy đây là cái cơ hội để đầu tư tích lũy mua vàng, và khi họ quay trở lại mua thì lúc đó thị trường mới có cái sự đi lên ổn định. Và cái thứ hai là em nghĩ là trong thời gian tới thì nhà đầu tư cần theo dõi sát sao cái kết quả kinh doanh quý 1 của các công ty, mà bắt đầu từ thời điểm này là các công ty bắt đầu là thảo ra dần kết quả kinh doanh. Thì khi mà ra cái bởi vì là ví dụ như các analyst hiện tại gặp một cái vấn đề là chưa có đủ dữ liệu để phải đánh giá được là cái dịch bệnh, tình hình dịch bệnh như thế này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào vào cái kết quả kinh doanh. Do đó là đôi khi là những cái dự báo của analyst nó mang tính chất là hoặc là lạc quan quá hoặc là quá bi quan. Cho nên là cái dữ liệu mà quý 1 nó rất rất quan trọng trong việc là mình sẽ thay đổi lại toàn bộ cái góc nhìn cũng như là cái dự báo về kết quả kinh doanh của cả năm 2020. Thế đó là nhà đầu tư nên cần chú ý là về cái thông tin là cái tình hình kết quả kinh doanh quý 1 của các doanh nghiệp đang niêm yết. Thì phải là quan điểm của chị khá là rõ đúng không ạ? Ta cần theo dõi nhất là thanh khoản, thứ hai là nhà đầu tư ngoài, thứ ba là kết quả kinh doanh quý 1 thực tế của các doanh nghiệp. Thực ra nói về các yếu tố nhà đầu tư nước ngoài thì trước đây thông thường ở các cái thời điểm của thị trường, cứ nhà đầu tư nước ngoài mà bán ròng rã suốt thì thị trường rất là khó tăng. Nhưng đợt này chúng ta thấy là một hiện tượng khá đặc biệt, tức là nhà đầu tư nước ngoài vẫn ra sức bán nhưng mà thị trường vẫn có những cái cú hồi rất là mạnh mẽ, ví dụ điển hình như phiên hôm nay. Và cũng nếu mà mọi người đọc trên báo thông tin đại chúng thì cũng biết là cái số lượng các nhà đầu tư mới đúng không? Vốn rời xa thị trường khá lâu họ quay lại mở tài khoản rất là đông, ở VNRAC cũng là một cái hiện tượng như vậy. Thì không biết là các chuyên gia các có bổ sung gì thêm các cái góc nhìn gì từ ngày không phục có vâng ạ bổ sung gì? Thực sự mà nói thì gần đây thì phục cũng rất là bất ngờ trong cái chuyện là hàng ngày ít nhất cũng phải được 5-7 người bạn, rồi là những người quen từ lâu rồi ấy, họ nhắn tin họ hỏi về việc là tình hình thị trường chứng khoán như thế nào, họ rất là mong muốn là được tham gia đầu tư. Bởi vì gần đây cái kênh thị trường chứng khoán, trước tiên là kênh thị trường chứng khoán của chúng ta, đã được các nhà đầu tư, người dân, đặc biệt là những người trẻ, họ quan tâm hơn rất nhiều. Không như ngày trước thì truyền thông thì rất là ít, thế thành ra kênh chứng khoán đôi lúc người ta cho rằng đây như một kênh đánh bạc. Nhưng mà gần đây thì cái nhận thức
của họ hoàn toàn thay đổi về thị trường chứng khoán. Họ nhận thấy rằng đây cũng là một cái kênh đầu tư như bao kênh khác, như bất động sản, như vàng, như gửi tiết kiệm. Đấy là điều thứ nhất tôi cho rằng là nó tác động rất mạnh đến cái việc là gần đây rất là nhiều nhà đầu tư mở tài khoản. Cái yếu tố thứ hai tôi nhận thấy ở đây đó là những cái năm qua, từ năm 2014 đến hết năm 2019, chúng ta có một giai đoạn của kinh tế rất tuyệt vời. Công việc thì luôn luôn là gần như là nhiều người có được công việc nhất. Rồi là lương thì cũng tăng rất là cao trong những cái giai đoạn này. Đó. Thậm chí có những cái công việc mà lương sau một năm có thể tăng gấp rưỡi chẳng hạn. Ví dụ như là các bạn về kỹ sư, về công nghệ thông tin, hay là các bạn là làm nói chung về công nghệ hay về các cái startup. Chính bởi vậy cho nên họ đã tích lũy được một cái lượng tiền gọi là kha khá. Đó. Và đặc biệt là những cái người này thì cũng đa phần là rơi vào giai đoạn bùng nổ dân số cuối 8X đầu 9X. Đó. Thì chính những người này họ đang sở hữu cho mình một lượng tài sản tiền mặt khá nhiều. Và đặc biệt nữa, gần đây ở trên truyền thông cũng có trao đổi rất nhiều về việc là các kênh tài sản giảm giá rất lớn. Và người ta cũng nhận thấy rằng sau các cuộc khủng hoảng là những cái cơ hội để mua những cái tài sản giá rẻ này tốt nhất dành cho mục đích tương lai. Ngoài ra thì gần đây các cái bên các công ty tài chính, ví dụ như VN Direct chẳng hạn, thì cũng đã đưa ra rất nhiều các cái chương trình về tích lũy tài sản. Đó, thì nó cũng góp phần tác động ít nhiều đến những cái đối tượng này. Bởi vậy cho nên là cái xu hướng mở tài khoản giao dịch hiện nay là rất là phổ biến và mạnh mẽ. Chính vì thế cho nên tôi cũng cho rằng bởi cái việc là tiền trong dân còn rất nhiều, họ rất sẵn sàng đầu tư. Do đó cái việc đoán đáy hay đoán đỉnh lúc này cũng là một điều hết sức khó khăn. Đó, trên đây là cái quan điểm của tôi về cái việc mà gần đây rất nhiều nhà đầu tư mở tài khoản nhiều ạ. Đúng rồi, anh Phục. Phục đã đưa ra những cái bổ sung từ cái quan sát rất là quan trọng đúng không ạ? Về cái chuyện là so sánh với thời điểm của lần trước thì lần này là cái truyền thông và cái mạng sổ nó đã tốt hơn, cái nhận thức tốt hơn rất là nhiều. Và tôi nghe cái nhận xét của anh Phục tôi cũng mừng là người không nhìn nhận cái kênh đầu tư chứng khoán là một cái kênh bạc, không còn là một kênh đánh bạc như ngày xưa nữa. Thì tôi hy vọng về điều này nó đúng phổ quát luôn. Nhưng mà tức là ý của Phục là muốn nói là cái thời điểm này là cái dòng tiền mà chạy ra để mà đỡ thị trường thời điểm này thì là không phải là dòng tiền nước ngoài mà là dòng tiền là dự trữ ở trong nước. Chứ mà dòng tiền đấy thì liệu là nó có bền vững không? Vâng, đúng ạ. Thì chính vì thế cho nên là Phục mới cho rằng cái việc dự đoán lần này là rất là khó đánh giá. Bởi vì không biết là cái việc dòng tiền này bền đến đâu. Bởi vì chúng ta biết rằng là nhà đầu tư nước ngoài đã bán dòng từ đầu năm đến nay đâu đó khoảng độ 10.000 tỷ. Đó, và việc bán dòng thì chưa thấy dừng lại. Đó, thì cái dòng tiền này rõ ràng là ngoài một số nhà đầu tư chuyên nghiệp, chưa phải là nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp mua nhiều, thì cũng có một dòng tiền từ các nhà đầu tư nhỏ. Đó, bởi vậy cho nên chúng ta cần phải đánh giá rất là kỹ cái vấn đề này. Rồi, tức là góc nhìn của chị Hiền, anh Phục. Đúng không? Bảo là nó cũng tức là chỉ là nhìn ra những indicator để chúng ta quan sát, anh Phục thì cũng đưa ra thêm những cái điểm rất mới, anh Phục đánh giá là rất là khó để dự báo. Thế thì chắc là gánh nặng là đè về phía anh Tùng rồi, anh trả lời luôn cái câu là thực sự thị trường đã tại đây bền vững chưa hay chỉ là một cú hồi dead cat bounce theo cái góc nhìn mà Tùng xin phép là Tùng đầu tư thì không bao giờ dự đoán đáy và đỉnh, và việc dự đoán đáy và đỉnh của thị trường ấy thì cũng không quan trọng lắm, vì quan trọng là mình mua cổ phiếu và mua danh mục của mình á. Thì đôi khi là thị trường tạo đáy nhưng mà cổ phiếu của mình chưa tạo đáy, hoặc là thị trường chưa tạo đáy nhưng mà cổ phiếu mình mua thì đã tạo đáy rồi chẳng hạn. Thành ra là quan trọng là tại vì Tùng phong cách đầu tư của Tùng là kiểu đầu tư vào chọn từng doanh nghiệp ấy, chọn từ bottom up lên, thành ra là việc dự đoán đáy và đỉnh thì Tùng không có dự đoán cái việc đấy. Tuy nhiên nhìn về thị trường quốc tế ấy, thì mình thấy là cái định giá ở trên thị trường Mỹ thì hiện nay nó rơi vào tầm khoảng tầm vốn hóa thị trường trên GDP tầm khoảng 110, thì Tùng nghĩ là vẫn ở mức khá là cao á. Và nếu mà nhìn ví dụ như hành động của tỷ phú Warren Buffett chẳng hạn thì ông vẫn còn bán cổ phiếu ra, thì ông chưa có hành động mua vào gì cả. Và mình nhớ là khi mà cụ Warren Buffett viết cái bài là Buy America I Am năm 2008 ấy, thì là lúc đấy vốn hóa của thị trường trên GDP ở Mỹ nó rơi vào tầm khoảng tầm 60%, còn hiện nay nó vẫn đang là tầm 110%.
thì nếu mà nhìn các kênh xu hướng ở trên quốc tế thì khả năng là cái giá các kênh tài sản nó có thể giảm xuống tiếp. Vì là chúng ta nhìn phân biệt hai cái cuộc khủng hoảng gần đây nhất, là ví dụ như khủng hoảng năm 2008 là từ hệ thống ngân hàng nó bị khủng hoảng và nó gây ra cái stress ở trong nền kinh tế. Nhưng mà cuộc khủng hoảng này nó sẽ ngược lại, là khủng hoảng ở trong nền kinh tế và gây ra cái stress lên hệ thống ngân hàng. Thì cái khủng hoảng ở trong hệ thống tài chính thì chúng ta cảm nhận ở trên diễn biến các kênh tài sản rất là nhanh. Nhưng mà ở lần này khi mà khủng hoảng trong nền kinh tế thì nó phản ánh lên các kênh tài sản, thì tôi nghĩ là có thể nó cần thời gian để cho các doanh nghiệp bắt đầu ngấm, thì bắt đầu nó mới thể hiện ra các kênh tài sản. Thế còn anh Tuấn, anh quan sát những cái gì? Có thể là không cần phải đoán đấy được, nhưng mà nếu mà anh lúc này thì anh sẽ nhìn vào những vấn đề gì? Tôi về cái này ấy, thì chúng ta thử quay lại câu chuyện của năm 2008-2009 trước, bởi vì tôi là người bắt đầu đầu tư cũng theo kiểu phong trào năm 2009. Tức là lúc đấy thị trường giảm rất sâu, người người bảo nhà nhà bảo bây giờ đến lúc tôi phải mua trứng thôi, để cũng bỏ tiền vào. Thì đúng là lúc đấy nó cũng hồi một đoạn, trong vùng thì nó đi rất là sâu. Thì có nghĩa điều đó có nghĩa là đương nhiên thì bây giờ cũng không có nghĩa rằng là bây giờ thì lập lại lịch sử ngày xưa. Nhưng đây là một cái mà khi mà một câu mà ngày xưa tôi rất nhớ, đó là khi mà những tay ngang mà cũng bước vào một cái ngành nào đó thì ngành đó còn đang rất là mess, cho khi nào mà tức là cái ngành đó còn đang rất là rối loạn, cho khi nào mà hầu hết là chuyển sang những tay mà chuyên nghiệp ấy thì ngành đấy nó bắt đầu mới bền vững được. Thì đấy là một cái chỉ báo mà cũng khá là quan trọng đối với một thị trường. Thì tức là khi mà cái năm này tôi đang nghĩ nó giống như năm 2009, tức là nó thiên về theo kiểu gọi là các tay ngang mới vào rất nhiều. Và những tay ngang đấy thì thường sẽ đẩy lên và thường hay mua vội. Tức là chúng này nhà đầu tư phải rất là cẩn thận, vì cái lúc này là rất là hay mua vội. Và chính vì mua vội đấy là đẩy cho giá thị trường tăng rất là mạnh. Nhưng mà chính những người đó ấy, khi mà thị trường gục ngã ấy, thì họ sẽ là tạo ra một làn sóng đổ lần thứ hai, mà giống như năm 2009. Còn thì đương nhiên thì quan điểm của tôi thì cũng giống như anh Tùng đây, tức là mình thiên về doanh nghiệp. Price is what you pay, tức là giá là cái mà bạn phải trả. Và value is what you get, tức là những giá trị là bạn nhận được. Thì đó là quan điểm của tôi về thị trường. Ok, cảm ơn Tuấn. Như vậy là hôm nay ban đầu chúng ta cố tình chọn những người thiên về cơ bản khá là nhiều, bởi vì cái đặc tâm của chúng ta là nó rơi vào cái phần thứ hai cơ. Nhưng mà trước khi chuyển sang cái phần trọng tâm là lựa chọn nhóm ngành cổ phiếu cho mục tiêu đầu tư hậu Covid, thì tôi xin tóm tắt lại trong cái phần đầu này thôi. Thì nhìn qua các số liệu về Covid thì có vẻ như là hiện tại thì diễn biến chung ở Mỹ vẫn còn tương đối phức tạp, nhưng mà ta nhìn vào các cái chỉ báo và các khách quan thì có vẻ như là sắp đi qua cái vùng đỉnh của dịch rồi, nhưng mà đó là điều mà chúng ta có thể quan sát đơn thuần từ số liệu. Thế còn là có làn sóng thứ hai không thì cái đó chúng ta chưa thể biết được, đúng không ạ? Rồi, thế còn về dự báo thị trường đợt này là một tạo đáy bình vững đi lên hay là một cú hồi gọi là get the pass, thì quan điểm các chuyên gia là cũng tương đối thận trọng và chỉ ra những cái yếu tố để mà chúng ta cần quan sát kỹ thôi. Ví dụ như bên cạnh Covid thì là theo dõi tiếp là thanh khoản, hoạt động nhà đầu tư nước ngoài và kết quả thực tế của các doanh nghiệp, là đó là điều các nhà đầu tư cần quan sát. Rồi, bây giờ ta chuyển sang cái phần thứ hai, phần trọng tâm của ngày hôm nay, đó là lựa chọn ngành và nhóm cổ phiếu cho những đầu tư học Covid. Thế thì bây giờ tôi đi thẳng vào luôn cái phần câu hỏi lựa chọn câu hỏi cho các chuyên gia luôn, để tiết kiệm thời gian sau ta còn giao lưu với các nhà đầu tư nữa. Thì đầu tiên ta tập trung vào hai câu hỏi ha. Câu hỏi đầu tiên là theo các chuyên gia thì những ngành, những nhóm cổ phiếu nào sẽ có triển vọng phục hồi tốt hậu thời điểm Covid-19? Và câu hỏi thứ hai là tương tự như vậy, thì những ngành nào là có triển vọng kém khả quan hơn? Thì đầu tiên là tập trung vào nhóm có triển vọng phục hồi tốt này. Đầu tiên là thì xin mời chị Hiền. Về cái phần mà phục hồi ấy, thì em nghĩ là mình nên tách ra làm hai cái vấn đề. Một là phục hồi về giá cổ phiếu, và hai là phục hồi về cái core business. Bởi vì có những ngành nghề thì là cái giá cổ phiếu nó sẽ phản ứng rất là nhanh đối với tất cả những cái thông tin. Chẳng hạn như là bây giờ mình cứ cho là giai đoạn này là giai đoạn mà tất cả những tin xấu đã xảy ra rồi, và từ cái thời điểm này trở đi là chỉ có tin tốt thôi, thì chỉ có những ngày nó sẽ phản ứng rất là nhanh. Tuy nhiên là cái business của Google, business performance ý, thì nó sẽ phục hồi chậm hơn. Thì ở đây em nghĩ mình có thể là separate hai cái vấn đề ra. Chẳng như đối với em là ngành ngân hàng nữa, là một ngành mà sẽ luôn, như các anh chị biết là ngành ngân hàng là ngành sử dụng thép,
gây nên tanh, nếu mà tanh thì không thể nào mà không thể có bóng dáng văn hóa ngành ngân hàng được. Tuy nhiên là cái sự phục hồi về business của ngành ngân hàng thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ lâu hơn, bởi vì nó sẽ còn phải mất một thời gian để mà giải quyết những cái vấn đề tội nợ xấu. Bởi vì hiện tại như là các anh chị biết là nợ xấu đang được khoanh vùng, đang được delay, đang được hoãn nợ, nhưng có nghĩa là nó chỉ kéo dài thôi. Và cái vấn đề là cái thị min nó sẽ không được như ngày xưa nữa, cho nên là cái việc phục hồi lợi nhuận của ngành ngân hàng thì nó sẽ kéo dài. Còn nhưng tuy nhiên giá của ngành ngân hàng chắc chắn nó sẽ đi rất là nhanh. Hoặc là những cái nhóm ngành như là những cái nhóm ngành mà có cái sự mà cái sự giảm rất là mạnh sau khi khi mà dịch bệnh xảy ra, chẳng hạn là nhóm ngành viễn thông, ngành bán lẻ, các cổ phiếu đại diện như là MWG hay là P&J, thì khi mà dịch bệnh qua đi thì là chắc chắn là cái độ phục hồi về giá nó sẽ nảy lên rất là mạnh. Tuy nhiên là cái độ phục hồi về mặt business nó không cần thời gian, tại vì đấy là những ngành bán lẻ, mà nếu mà càng cái sản phẩm nó càng luxury như là kiểu smartphone hay là TV hay là tủ lạnh ấy, nó càng luxury thì người ta cần một thời gian là phục hồi lại cái niềm tin người tiêu dùng thì người ta mới mua sắm. Thì hôm bữa em có đọc một bài báo là kiểu như là cái việc mà dịch bệnh này nó sẽ sinh lại sản sinh ra một thế hệ là siêu tiết kiệm. Tức là cái mình đang vui thế thôi, nhưng mà ý là muốn là cái phục hồi cái niềm tin người tiêu dùng thì nó sẽ cần một thời gian rất là lâu. Tuy nhiên những cái ngành đấy thì lại có lại giá cổ phiếu lại phục hồi mạnh hơn những cái ngành khác. Cảm ơn chị Hiền, mình nghe phần chia sẻ của chị Hiền xong mình thấy rất vui cho các cái sản phẩm mà gọi là tích sản của bên BeWell, của VNRX của chúng ta nha. Hy vọng mọi người cái nhận định của chị là đúng. Nhưng mà chiều ngược lại thì những cái ngành mà kiểu có defense như là điện nước có cái độ, tức là cái độ sụt giảm nó thấp, thì khi mà bounce lại với bao lại thì nó cái độ mà nảy lên của nó phục hồi thì nó khá là chậm, thấp hơn. Thế còn anh Tuấn thì có bổ sung gì thêm không? Anh có vụ siêu tiết kiệm. Anh chia sẻ tiếp đi. Cần trình bày slide thì bạn. Vâng, thì cái vụ mà siêu tiết kiệm thì thực ra là tôi cũng có đọc bài báo ngày hôm qua. Nhưng mà thực ra nếu như chúng ta nhìn lại ấy, thì cái sinh ra một tầng lớp siêu tiết kiệm ấy, nó thường được nhắc đến vào cái giai đoạn 1929-1933, tức là cái giai đoạn khủng hoảng kéo dài quá lâu tại Mỹ. Tức là câu chuyện đấy nó được xảy ra khi mà cái thời gian khủng hoảng quá lâu khiến cho cái độ phục hồi của nền kinh tế nó kéo dài, của và cái thay đổi tư duy người dân nó mất đến một thế hệ. Đó thì cái thế hệ siêu tiết kiệm này, tôi nghĩ rằng là chỉ khi nào mà Covid-19 này nó khiến cho cái nền kinh tế chúng ta đi quá lâu, đi khoảng 2 năm thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng đến cái tâm lý, quan trọng nhất là tâm lý. Đấy là vấn đề về siêu tiết kiệm, tức là tôi thiên về cái mức là nó phải dài ra cơ. Đúng rồi, đây là mình nói vui, nó vui là tức là cái tâm lý là tất nhiên là càng dài thì cái độ tiết kiệm nó càng cao, nhưng mà ở đây là kiểu như là nếu mà tâm lý là nó chẳng hạn như trong một thời gian mà mình cảm thấy là sự sống, cuộc sống nó mong manh ấy. Đây là khi mà phục hồi ấy, thì cần phải có một thời gian nên là mình mới chi tiêu mạnh tay trở lại. Đấy thì cái này cho em xin cái phần slide em một chút được không? Bây giờ thay vì là mình đầu tư vào những cái sản phẩm cao cấp thì mình chuyển sang đầu tư, đúng không? Thay vì mua luxury thì là mình đầu tư. Đấy thì trước tiên ý, khi mà để nói về cái này, về cái mình đầu tư cái gì ý, thì tôi luôn luôn tin vào một cái mà Warren Buffett nói đây: giá cả thứ bạn trả mà giá trị thứ bạn nhận được. Thứ hai ý, đó là bird in hands. A bird in hand is worth, tức là một con chim trong tay thì mình đánh giá bằng hai con chim trong bụi rậm. Thế nên là chúng ta sẽ luôn luôn hướng đến cái mô hình kinh doanh nào mà nó cái độ chắc chắn nó rất là cao, thì cái rủi ro chúng ta thu được rất là thấp, chúng ta phải chịu rất là thấp. Ở đây thì về chiến lược phân bổ thì chắc là cái phần phân bổ này thì chắc là sẽ nói phần sau, nó sẽ thuộc phần 3 của chúng ta. Chúng ta sẽ đi qua một chút, chúng ta sẽ tập trung vào hai phần sau, đó là hồi phục mạnh khi dịch bệnh qua đi. Thì ở đây tôi có nói đến là có một số ngành như bán lẻ đó. Thứ hai là hàng không bán lẻ, đúng như chị Hiền mà nói, hàng không là những ngành mà đang bị ảnh hưởng rất là nặng, vật liệu phi thức, tài chính, chứng khoán, ngân hàng. Và một xu hướng mới khi mà dịch bệnh qua đi thì nó sẽ là những thương mại điện tử sẽ tăng trưởng trở lại, và xu hướng online hóa thì chúng ta sẽ tập trung vào từng mảng một ạ.
và phòng thủ này chúng ta sẽ nói sau. Ok, và phục sau khủng hoảng đây thì thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần bán lẻ, thì các anh có thể nhìn thấy ở đây, tức là cái tăng trưởng GDP chúng ta đang ở mức rất là cao, và cái cơ cấu dân số chúng ta là cơ cấu dân số rất là trẻ. Cái thu nhập người dân trung bình ở chúng ta đâu đó khoảng 750 đô một tháng, tức là độ khoảng 15-16 triệu theo cái báo cáo BMI, mà 33 triệu người có đạt được cái mức thu nhập đó. Thì chính vì vậy mà cái tiềm năng tăng trưởng ngành bán lẻ rất là cao. Trong điều kiện như thế thì tại thời điểm hiện tại chúng ta sẽ bị downside một chút, vì cái nền kinh tế có cái tăng trưởng GDP thấp hơn và cái nhu cầu, cái tâm lý phòng thủ người dân. Thì chính vì vậy mà khiến cho năm nay cái năm gọi là downside của bán lẻ, nhưng mà điều đấy sẽ được phục hồi trong cái thời kỳ tới. Thì đó, thứ hai đó là một xu hướng mà tôi tin rằng nó sẽ phục hồi rất là mạnh sau khủng hoảng. Thứ hai đó là cái về cái thương mại điện tử, thì chúng ta thấy rằng là cái độ phủ thương mại điện tử của chúng ta có rất nhiều điều kiện để tăng trưởng thương mại điện tử. Đó là theo báo cáo Nielsen ấy, tức là khi mà cái tỷ lệ kết nối internet, người tiêu dùng kết nối phải ở mức cao, thì chúng ta mọi điều kiện của Nielsen là chúng ta đều đáp ứng được cả. Đó là một điểm mà tôi tin rằng là sau này thì cái thương mại điện tử còn phát triển mạnh hơn nữa. Thì ở đây có top 10 công ty bán lẻ tốt nhất, uy tín nhất 2019 thì có Thế Giới Động này, P&J này, FLT đúng không ạ? Vâng, rất nhiều công ty. Thế thì theo quan điểm tôi là do cái cơ bản của nền kinh tế chúng ta là cơ bản rất là mạnh. Chính vì thế nên sau khi Covid đi qua thì nó sẽ phục hồi. Thứ hai nữa là ngành hàng không. Thì ở đây chúng ta nhìn qua một chút là ngành hàng không này, tăng trưởng sản lượng hàng khách của chúng ta là CAGR là 24,7%, mà kể trong năm thấp nhất chúng ta được là 5,4%. Đó là tăng trưởng về cái lượt khách, và khách quốc tế chúng ta tăng trưởng ở mức rất là cao, với cái tăng trưởng kép hàng năm là 19%. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái xu hướng tăng trưởng hàng ngành hàng không chúng ta rất là mạnh. Thế nhưng mà vì Covid-19 này khiến cho cái tỷ lệ giảm chúng ta là giảm đến khoảng 30% đối với khách quốc tế và 11% so với lượng hành khách qua cảng hàng không. Thì đây là một cái bước dừng tạm thời mà sau này nó sẽ được hồi lại. Thì đó một điểm mà ngành hàng không tôi nghĩ là một ngành rất đáng để theo dõi. Ngành thứ ba là ngành tài chính. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây số liệu của quy mô thị trường tài chính, thì do không có số liệu gần nhất, tôi chỉ có số liệu gần nhất của Việt Nam thôi, là năm 2019 thôi. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái mặc dù cái quy mô của tín dụng tức ngành ngân hàng là gần như tương đương các nước khác, nhưng mà quy mô của ngành mà trái phiếu cổ phiếu ấy thì chúng ta cũng còn rất nhiều dư địa phát triển. Đó. Thế thì nhưng mà cái ngành tín dụng ấy thì nó sẽ tăng trưởng theo cái GDP thực. Bởi vì GDP của chúng ta là bao gồm GDP danh nghĩa, tức là bao gồm tăng trưởng thực là khoảng 6% cộng lạm phát 4-5% nữa. Thế nên rằng là ngành ngân hàng nó tăng trưởng 11-1%. Đó nên về cơ bản là về dài hạn, khi mà GDP của chúng ta vẫn đang tăng trưởng tốt như này thì cái ngành ngân hàng và ngành chứng khoán chúng ta sẽ tiếp tục đi cùng với nền kinh tế. Đó là ngành chúng ta rất đang để ý. Đó, và xu hướng tiếp theo và xu hướng mới sau dịch ở đây thì chính là cái xu hướng mà chúng ta nhìn đây này. Tức là khi mà xu hướng mà mọi người ngại gặp mặt nhau, ở đây ví dụ nói vui thì chúng ta gặp đây là rất nguy hiểm đúng không? Nhưng mà khi mà sau khi dịch qua đi thì cái xu hướng mà để đứng cách xa nhau ấy, tôi nghĩ là nó tiếp tục kéo dài một thời gian nữa. Và đồng thời với đó thì những người trước đây chưa bao giờ sử dụng đến thương mại điện tử thì bây giờ họ bắt đầu nghĩ thương mại điện tử rồi. Đó, và khi họ nghĩ đến thương mại điện tử, tức là họ thấy cái mảng này cũng rất là hiệu quả, rất là nhanh gọn, thì họ sẽ tập trung vào làm một thương mại điện tử. Và chính vì thế nên nó tạo ra một cái thương mại điện tử sẽ phát triển nhanh hơn so với cả ngày xưa. Ví dụ ngày xưa chỉ tăng trưởng khoảng 30%, có khi bây giờ tăng trưởng 50-60%, ví dụ đấy. Tôi tin rằng điều đấy sẽ xảy ra. Thì đương nhiên là khi mà thương mại điện tử nó thành một xu thế mới thì các ngành liên quan thương mại điện tử như bất động sản, thương mại, tôi tin rằng nó sẽ có một sự downgrade nhất định. Đó, thứ hai nữa là các công ty giao nhận hàng hóa, tức là những công ty mà giao nhận hàng hóa cho công ty thương mại điện tử này tiếp tục phát triển nhanh mạnh hơn nữa. Và đương nhiên những người nào đi đầu sẽ được chiếm được phần miếng bánh lớn. Và thứ ba cuối cùng là các bán hàng online nói chung, tức là chúng ta sẽ đi theo hướng là bán hàng online. Thì rõ ràng là các bất động sản mặt phố, bất động sản phố ấy, mà để bán hàng ấy, tự nhiên là nó sẽ kém đi trong dài hạn. Thì đó là quan điểm của tôi về một chút về xu hướng tương lai. Tôi có đưa ra một nhận định của một số cái nhóm ngành đúng không? Vâng. Lưu ý ta theo dõi. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi nghĩ là có lẽ chúng ta cần phải làm rõ cái time horizon, tức là cái thời gian
chúng ta định đầu tư như nào, đúng không ạ? Ví dụ như ok, mình có thể căn cứ vào cái tình hình kinh tế của Việt Nam, cái nền tảng về du lịch hàng không này kia vân vân. Nhưng mà liệu là Covid nó thì là đến tháng 4, tháng 5 này là đỉnh dịch đấy, nhưng điều đó không có nghĩa là đã sớm có thuốc trị, đúng không ạ? Có nghĩa là cái nguy cơ rình rập vẫn còn đó. Chưa kể là sau khi kết thúc rồi, người ta vẫn còn một cái dư chấn ở một đoạn phía sau tương đối dài nữa. Đã thì không hiểu là góc nhìn của anh Tùng hay anh Phục hay là chị Hiền có ý kiến gì về các cái phần đó kỹ thêm không? Bên cạnh mấy cái nhóm ngành mà vừa rồi anh Tuấn vừa mới đề cập ra. Tùng bổ sung ngắn thôi, thì Tùng đồng ý với cả quan điểm của anh Tuấn về các góc nhìn dài hạn như này. Tuy nhiên trong ngắn và trung hạn ấy, thì theo Tùng nhận định là những cái ngành, cái pain của những cái nỗi đau của cái ngành, những cái ngành này họ chưa thấm được tức là chưa biểu hiện ra ấy. Theo Tùng là những cái ngành như là ngân hàng bán lẻ, ngành hàng không chẳng hạn, thì là cái khó khăn trong thời gian tới, cái headwind nó vẫn còn rất là nhiều. Thì hiện tại nếu mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta cân nhắc thì ok, nhưng mà cần phải chuẩn bị tinh thần là cái headwind trong thời gian tới, cái khó khăn trong thời gian tới nó còn, theo Tùng là nó vẫn còn dài và chông gai vẫn là phía trước. Anh Phục có bổ sung thêm vào đây không? Vâng, thì tôi cũng rất là đồng quan điểm với anh Tuấn cũng như anh Tùng. Thì tôi cũng xin chia sẻ thêm một chút xíu thôi về một số ngành. Ví dụ như ngành hàng không chẳng hạn. Thì vừa rồi tôi vừa đọc cái bài báo xong, HVN, tức là Hàng không Việt Nam Airlines, thì dự báo là quý 1 lỗ khoảng 2.000 tỷ. Nếu mà Covid kéo dài, nó có thể lỗ đến 20.000 tỷ trong năm nay, tức là nếu mà kéo dài. Thì tức là các doanh nghiệp này có thể đối mặt với nguy cơ phá sản nếu mà Covid kéo dài. Chính vì vậy, đối với các nhà đầu tư chưa được chuyên nghiệp thì tôi cho rằng những cái ngành mà bị ảnh hưởng quá mạnh thì chúng ta nên tránh. Đó, nên tránh. Còn những ngành nào mà bớt ảnh hưởng hơn thì chúng ta có thể là tham gia vào. Ví dụ như ngành ngân hàng, tuy rằng tôi cũng đánh giá là ảnh hưởng cũng khá mạnh, nhưng mà nếu mà nhà đầu tư quan tâm vào ngành ý thì cũng nó về cơ bản nó cũng là đơn giản hơn so với những ngành như ngành hàng không hay du lịch hay là ăn uống. Đó, thì ngành ngân hàng thì quý vị có thể xem xét giải ngân cổ phiếu khi mà về với cái ví dụ định giá PB chẳng hạn, là một định giá gọi là tương đối tin cậy khi thị trường đang giảm. Đó, thì có thể về mức PB thấp nhất trong lịch sử từ lúc nó niêm yết chẳng hạn, thì cũng có thể quan tâm. Đó, thì đấy là tôi trao đổi chia sẻ thêm một chút về mấy cái ngành mà bị ảnh hưởng như thế. Ngoài ra còn về xu hướng thương mại điện tử thì rõ ràng đây là một điều gọi là cần phải quan tâm trong dài hạn, rất đáng quan tâm. Bởi vì như này, tổng giá trị giao dịch qua thương mại điện tử ở Việt Nam đâu đó thì người ta tính năm 2019 khoảng độ gần 6%, trong khi ở Trung Quốc số liệu năm 2019 hôm trước tôi có tiếp cận là nó đã lên đến hơn 30% rồi. Và bên cạnh đó, nhờ cái Covid này mà rất nhiều người đã nhận thức được cái tầm quan trọng của thương mại điện tử, cũng như là làm việc online chẳng hạn. Ví dụ như chúng tôi làm việc qua Zoom chẳng hạn, rất thuận tiện và cảm thấy rất thích. Thì cái này, cái dịch nó kéo dài, tuy nó có tác động xấu đến một số ngành nhưng nó lại tác động rất tốt đến một số ngành khác, ngành thương mại điện tử hay là làm việc trực tuyến. Thì chúng ta cũng cần phải chú ý thêm đến những cái công ty mà nó liên quan đến cái lĩnh vực này, lĩnh vực công nghệ này. Thì đây là một số chia sẻ của tôi. Rồi, cảm ơn Phục. Thì tôi quay lại tiếp một chút cái câu hỏi. Bên cạnh những cái nhóm ngành vừa rồi thì bây giờ nếu mà cần trả lời cho câu hỏi thứ hai, tức là ngành nhóm ngành nào mà tiềm ẩn không khả quan, thì không biết là chị Hiền có bổ sung gì thêm bên cạnh một số thông tin của anh Tuấn, Phục hay là Tùng vừa chia sẻ không? Nhóm mà nhà đầu tư cần phải theo dõi thì là khó khăn vẫn có thể tiếp tục còn lại thì về cái nhóm không khả quan thì em vẫn nghĩ là nó sẽ bao gồm những cái nhóm ngành mà nó có cái độ trễ về mặt tức là có độ trễ nó ảnh hưởng không, nó không phải là từ nội lực của trong nước mà nó ảnh hưởng từ cái câu chuyện ở nước ngoài, chẳng hạn như là ngành sản xuất ô tô. Hiện nay thì hầu hết là các nhà máy sản xuất ô tô đã đóng cửa ở Việt Nam đã ngừng sản xuất. Và thứ hai là cái nhu cầu thế giới rõ ràng nó cũng đi xuống, không chỉ nhu cầu trong nước mà nhu cầu thế giới cũng đi xuống. Cho nên là cái ngành ô tô là cái ngành mà
cái là nếu mà nói không khả quan thì nó rất là không đúng, nhưng mà ý là nói là cái độ phục hồi nó sẽ rất là lâu hơn nhiều so với thời gian, đúng không? Tức là cần mất rất là nhiều thời gian. Còn nếu mà kiểu nói là phục hồi thì sau một cái cú sốc như thế thì nếu mà giảm sâu thì lại nảy lên thôi, hầu hết các ngành đều phục hồi thôi. Nhưng mà ngành có những ngành thì sẽ mất rất nhiều thời gian hơn. Thì như ngành ô tô là một trong những ngành mà anh nghĩ là sẽ mất nhiều thời gian hơn. Thế về cái xu hướng online hóa đấy thì đấy như tôi nói là tôi tin rằng là một số ngành nó sẽ tự nhiên, bởi vì người ta chuyển sang xu hướng online, cái xu hướng mới, thì tôi tin rằng một số các tài sản khác nó sẽ bị giảm giá đi, giảm giá trị đi. Đấy như tôi vừa nói trong vừa nãy đó là bất động sản mà dạng kiểu mặt phố, bởi vì những đấy là thiên về kiểu bán hàng ấy, thì nó tôi tin rằng nó sẽ giảm bớt đi cái giá trị của nó trong dài hạn đấy. Nó thiết lập một cái mặt bằng giá mới. Đúng rồi, thiết lập một mặt bằng giá mới, nó sẽ thiên về như thế. Và thứ hai, đặc biệt là bất động sản cho thuê, cho thuê sản thương mại. Thực ra trước đây cách đây mấy năm cái thời kỳ mà nền kinh tế của mình vẫn còn booming ấy, đúng không? Trăm hoa đua nở về bất động sản thương mại này kia vậy, thì đã có người đã đưa ra một cái cảnh báo cách đây mấy năm rồi, cảnh báo là dần dần cái chuyện mà nhà mặt tiền ấy, cái giá trị của nhà mặt tiền là dần dần nó sẽ đi xuống. Vâng. Không bao giờ có chuyện một cái nhà khoảng cách như nhau, cái trước với sau trên nhau gấp 4 lần. Là điều mà nó sẽ không thực tế trong thời gian tới, mình nghĩ là như vậy. Vậy thì tổng kết lại một tí cho cái phần câu trả lời này nhé. Không biết là các chuyên gia có bổ sung gì thêm nhỉ cho hai câu này, không biết là. Và lại riêng trong nhóm bất động sản thì nó bất động sản nghỉ dưỡng cũng là một nhóm bất động sản, mình cũng một nhóm ngành mà sẽ có rất là lâu phần thời gian, đúng không? Đi kèm với du lịch hàng không là cái dây chuyền đi, đúng rồi. Tóm lại là nền kinh tế của mình thì tương lai là vẫn sẽ niềm tin với nền kinh tế Việt Nam thì vẫn tăng trưởng tốt thôi, nhưng mà vấn đề là cái thời gian để mà cần để phục hồi thì nó sẽ khác nhau ở các nhóm ngành. Chúng ta nhìn nhận là thấy là ví dụ như hàng không, du lịch hay là bất động sản cho thuê này kia vân sẽ cần có thời gian nhiều hơn, hay là ô tô như là chị vừa mới phân tích, đúng không ạ? Trong khi đó là những cái nhóm ngành hưởng lợi, đặc biệt là thương mại điện tử thì là cả mà các chuyên gia đều gần như là đồng thuận với nhau. Thế thì bây giờ ta sang luôn cái câu trả lời cho cái phần liên quan đến cái thế thì cái định hướng cho nhà đầu tư thời gian tới như nào. Trong phần này có thể là các chuyên gia có thể bổ sung thêm cái phần câu trả lời thứ hai cho mọi người luôn, xen kẽ trong cái phần đó trước khi chúng ta đến cái phần giao lưu với các nhà đầu tư ha. Rồi thế thì mời anh Tuấn, anh sẽ định hướng đầu tư ấy, thì điểm tôi ấy là chúng ta sẽ không biết được rằng, thứ nhất là như anh Tùng nói là chúng ta sẽ không thể biết được đâu là đỉnh đâu là đáy. Thứ hai nữa là chúng ta cũng không thể biết, như chị Hiền nói, chúng ta không thể biết đâu là mùa hạ, đâu là mùa xuân, đâu là mùa thu, tức là không biết rằng là khi nào thì giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại. Vì kể cả COVID chưa bắt đầu quay trở lại nhưng mà giá cổ phiếu đã tăng rồi, thì đó nên tôi đề xuất một cái danh mục mà nhà đầu tư nên hướng đến, đó là bao gồm cả xuân hạ thu đông. Xuân hạ thu đông tức là gì? Tức là bao gồm có cả phòng thủ, có cả tấn công, có cả tăng trưởng. Đó thì ở đây ví dụ như phòng thủ ở đây tôi muốn nói đến, tức là nếu như chúng ta nhìn phòng thủ tức là có bắt đầu có cổ tức, tức là trong trường hợp mà trong thời gian mà tiền chúng ta chờ đợi phục hồi thì chúng ta đã bắt đầu có dòng tiền từ cổ tức đi về để hỗ trợ chúng ta một phần, thì đó là chúng ta sẽ làm cho cảm giác bớt bị đau hơn nếu như giá cổ phiếu tiếp tục giảm. Và trong cái đó ở đây các dòng phòng thủ ở đây tôi giới thiệu ấy thì nó cũng đều là dòng tăng trưởng cả, nhưng có điều nó tăng trưởng chậm hơn so với cả mức trung bình. Ở đây ví dụ tôi lấy ví dụ như là phòng thủ này, là ngành điện chẳng hạn, thì chúng ta nhìn thấy là ngành điện là tăng trưởng mỗi năm là phải đến 9%, tức là bao giờ cũng tăng cao hơn cái tăng trưởng GDP. Đó thì có thể năm nay ví dụ GDP chúng ta xuống khoảng 4,8% như dự báo ADB chẳng hạn, thì sang năm nó lại bắt đầu lại phục hồi lại. Thì những cái tăng trưởng tức là nó vẫn luôn tăng trưởng, nhưng nó không bao giờ có chuyện sụt giảm đi. Thì đó là ngành điện. Và thứ hai nữa là cái xu hướng của những cái thiết bị mới, ví dụ như ở đây chúng ta nhìn thấy là tăng trưởng của cái dòng electric vehicle, tức là dòng xe điện ấy, là nó tăng rất là booming tại tất cả thị trường, và đối với cả thị trường Trung Quốc là chiếm 50% cái sản lượng tiêu thụ của xe điện bán ra mới. Thì đó là những cái xu hướng yêu cầu cái ngành điện tiếp tục tăng trưởng. Thì đó là một điểm mà tôi tin rằng là ngành điện tiếp tục tăng trưởng, vừa là phòng thủ nhưng mà vừa cũng là tăng trưởng về cái mặt vĩ mô. Tuy nhiên thì việc mà doanh nghiệp nào, công ty nào được hưởng lợi từ xu thế này thì ta cần phải bàn thêm. Thứ hai nữa là ngành xăng dầu, thì chúng ta nhìn đây là ngành xăng dầu, cái tiêu thụ xăng dầu của chúng ta rất thấp so với cả các nước quanh khu vực,
Thứ hai nữa, sở hữu ô tô của chúng ta cũng thấp nhất khu vực. Ở đây do cái chúng tôi không có số liệu mà cập nhật gần nhất, đây mà số liệu của năm 2015. Tuy vậy thì những năm qua tôi tin rằng là cái sở hữu ô tô của chúng ta vẫn chưa đến cái mức kỳ vọng đâu. Ví dụ như tôi rất muốn mong muốn ô tô vẫn chưa mua được. Đấy, ví dụ đấy. Thì đấy là một điểm mà tôi tin rằng là vẫn còn rất nhiều cơ hội cho ngành tăng trưởng cái ngành. Đó thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là nếu theo BMI dự phóng thì tăng trưởng kép mỗi năm chỉ cần 4,7-4,9%. Nhưng mà riêng ở Việt Nam mình, ví dụ gần đây nhất là BLX cái tăng trưởng xăng dầu là 5,5%. Thì đó, tôi tin rằng là ngành này vẫn là ngành tăng trưởng, mặc dù phong phú những cái tăng trưởng và không bị ảnh hưởng bởi xu thế mới. Thứ ba nữa là ngành công nghệ, chúng ta nhìn thấy rằng là ngành ICT, chi tiêu ngành ICT chỉ giảm duy nhất, giảm nhẹ thôi trong cái năm chứng lại thôi chứ không phải giảm, chứng lại thôi trong cái năm khoảng 2007-2008. Nhưng mà nó vẫn tiếp tục booming trong cả một khoảng thời gian ngay sau đó. Đó, đấy thì đấy là một điểm mà tôi nghĩ rằng đây là những ngành mà vừa là phòng thủ nhưng nó lại vừa là ngành tăng trưởng rất là mạnh trong thời gian tới. Thì đó, thì tổng kết lại quan điểm của tôi tin rằng, tôi mong rằng là cái danh mục của chúng ta là bao gồm cả ngành phòng thủ, cả ngành có cơ hội phục hồi trong khủng hoảng, đó là một danh mục mà nó đảm bảo cái bền vững cho nhà đầu tư nhất. Okay. Thế còn chị Hiền, nếu mà định hướng hành động cho nhà đầu tư ở giai đoạn này hoặc là hậu Covid thì làm gì? Chị nghĩ là nhà đầu tư nên làm gì, và nếu mà phải đề xuất một cái danh mục nào đó thì chị sẽ đề cử như nào? Thì thường thì em sẽ không đề xuất một cái danh mục cụ thể, mà em sẽ giải quyết nghĩa đầu tư như là play thêm một cái investment team, tức là thêm một cái đầu tư thêm một cái chủ đề. Yeah. Hiện tại thì em đang cảm thấy là có 3 chủ đề chính. Chủ đề thứ nhất là các ngành mà sẽ cứ như là ít chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh hoặc là có được hưởng lợi của dịch bệnh, thì cái này nó cũng trùng với của anh Tuấn, thì nó sẽ bao gồm là ngành công nghệ, rồi các ngành e-commerce, rồi kiểu health, dịch vụ y tế, rồi dược, vân vân. Đấy. Đấy là một cái chủ đề. Chủ đề thứ hai là chủ đề những ngành mà mình vẫn nói cái câu chuyện là sau khi mà dịch bệnh qua đi thì sẽ đến câu chuyện là kích thích kinh tế, kích cầu. Thì những cái ngành đấy là những cái ngành mà sẽ được hưởng lợi trực tiếp khi mà các chính sách kích thích kinh tế được đưa ra, chẳng hạn như là cái việc mà đẩy mạnh đầu tư công, rồi những cái kích an gói an sinh xã hội, kích thích kích cầu trực tiếp ấy. Thì những cái ngành được hưởng lợi sẽ bao gồm là có thể là thực phẩm thiết yếu, vật liệu xây dựng hạ tầng. Và cái chủ đề thứ ba là chủ đề là đầu tư vào những công ty mà hiện tại là đang có cái lượng mà tiền mặt, tức là nhiều tiền mặt, thì những cái công ty mà có nhiều tiền mặt thì tất nhiên là họ sẽ có cho họ một cái sức bền tốt hơn để mà họ có thể chống, tức là họ có thể là chống chọi lại cái sụt giảm về mặt sản xuất hay là việc ngừng kinh doanh trong một thời gian dài. Thứ hai nữa là họ có nhiều tiền mặt thì họ sẽ có cơ hội thực hiện M&A hoặc là mở rộng sản xuất trong khi là các đối thủ đang trở nên yếu đi, thì với cái lượng tiền mặt trong tay họ có thể là mua lại hoặc là mở rộng sản xuất và vẫn tiếp tục duy trì cái việc cổ tức hấp dẫn như anh Tuấn nói. Thì cái khi mà lướt qua cũng có rất là nhiều cái, hiện tại cũng có rất là nhiều cổ phiếu đang niêm yết ở trên sàn, có cái lượng tiền mặt trên cổ phiếu nó thậm chí nó lớn hơn cả cái giá trị của cổ phiếu. Anh chị có thể chạy một cái thống kê đơn giản nó sẽ ra một loạt cái doanh nghiệp. Tuy nhiên là khi mình hôm trước em chạy thì cũng đến khoảng là 20 cổ phiếu có cái tỷ lệ là tiền mặt lớn hơn cả giá trị vốn hóa. Tuy nhiên trong 20 đấy thì mình phải lựa chọn ra, luôn mình lựa chọn ra được một vài cổ phiếu, ít nhất là có thể ba cổ phiếu là tốt rồi, có một cái vừa có tiền mặt tốt, vừa có cái giá trị, cái định giá tốt, và vừa cái ngành nghề an toàn doanh nghiệp các bạn. Đấy là ba khá là thú vị ha. Cái cách tiếp cận theo investment team hay là chủ đề đầu tư của chị Hiền có thể tham khảo, các nhà đầu tư có thể tham khảo được rất tốt, đúng không ạ? Rồi thì có anh Phục, anh có thể bổ sung gì thêm? Vâng ạ, như anh Tuấn và chị Hiền đã đưa ra rất là cụ thể về cái việc là
chiến lược đầu tư vào các cổ phiếu như thế nào. Thì tôi cũng xin gọi là góp thêm một chút, đó là cái chiến lược giải ngân. Đó. Thì đặc biệt đối với những nhà đầu tư chưa được chuyên nghiệp thì cái chiến lược giải ngân này cũng rất quan trọng. Như anh Tuấn vừa rồi có cảnh báo là nếu có xảy ra cái việc là tạo đáy giả chẳng hạn, thì đến lúc nó quay trở lại thì nhà đầu tư không chuyên nghiệp thường rất là khó khăn trong những lúc đó, không biết hành động như thế nào. Đó. Thì tôi cũng xin đưa ra cái chiến lược giải ngân như thế này. Thì lúc này theo tôi, về định giá mặt bằng chung cổ phiếu so với mức trung bình nhiều năm là có thấp hơn 20-30% rồi. PB tôi vừa mới update thì PB của thị trường nhìn chung khoảng độ 1.62 lần, thấp hơn so với mức trung bình đâu khoảng độ 1.8 đến 2.1 lần. Còn mức PE thì tính đến hết hôm nay nó khoảng độ 11.3 lần, thì nó cũng thấp hơn cái mức trung bình trên toàn thị trường trong nhiều năm qua, nó khoảng 15 lần. Thì do đó rằng quý vị và các bạn có thể phân bổ tiền ra nhặt dần, ví dụ một tuần chúng ta nhặt một ít chẳng hạn, một tuần nhặt một ít. Còn nếu quý vị nào mà có thể gọi là vẽ cái biểu đồ ra chẳng hạn, đánh giá về mức điểm số để chúng ta giải ngân cũng được, thì việc chúng ta có thể giải ngân trước khoảng 30-40%, sau đó cứ giảm điểm thêm thì chúng ta giải ngân thêm một chút. Còn nếu mà không giảm điểm chẳng hạn, mà thị trường đi ngang rồi bắt đầu bật phục hồi lên, kinh tế rõ ràng hơn, mọi thứ rõ ràng hơn, thì lúc ấy chúng ta giải ngân nốt cái số còn lại cũng không muộn. Và tôi đặc biệt nhấn mạnh đây là cái cơ hội để tích sản dần rất tốt, khởi đầu cho một chu kỳ kinh tế mới chẳng hạn, thì chúng ta bắt đầu từ cái điểm đó sẽ là điểm tốt nhất. Đấy là chia sẻ của tôi về giải ngân. Xin được rất là bài bản ha. Thế còn anh Tùng dưới góc nhìn về chiến lược đầu tư thì Tùng chia sẻ mấy chiến lược. Thứ nhất là chúng ta có thể chọn theo kiểu ngành, giống như là anh Tuấn nói, ngành nào là ngành phòng thủ, ngành nào là ngành tăng trưởng. Ngoài ra thì chúng ta có thể đi theo cái hướng là chọn những công ty high quality, tức là công ty chất lượng tốt, đúng không? Chất lượng tốt đây tức là cái tỷ suất sinh lời cao, ROE cao, đúng không? Có tiềm năng tăng trưởng, có dòng tiền tốt. Ví dụ những công ty như kiểu blue chip vốn hóa lớn, Vinamilk, Vietcombank, ACB vân vân chẳng hạn, RE chẳng hạn. Ngoài ra thì theo cái chúng ta nhìn sang bên phải ấy, thì chúng ta nếu mà cái khẩu vị rủi ro của chúng ta nhiều hơn thì chúng ta có thể lựa chọn. Tại vì Tùng có đọc cái nghiên cứu là cái portfolio nào mà hoạt động có tỷ suất sinh lời tốt ở trong khủng hoảng ấy, thì những cái cổ phiếu mà có vốn hóa nhỏ ấy, vốn hóa vừa và nhỏ và có tỷ lệ đòn bẩy nhất định nhưng mà cái hoạt động kinh doanh vẫn bền vững, dòng tiền của họ vẫn ổn định, thì là những cái danh mục đấy là có tỷ suất sinh lời cao hơn so với cả, thậm chí là cao hơn so với cả cái những cái chiến lược theo bên tay phải này, bên tay trái này. Ngoài ra cái chiến lược thứ tư ấy, là chúng ta có thể mua, cái này nó hơi rủi ro một chút, nhưng mà chúng ta có thể mua quyền chọn mua dài hạn. Thì đâu đấy là ở Việt Nam mình, ở nước ngoài thì cái đấy nó gọi là LIP, là 24 tháng cơ, nhưng mà Việt Nam mình thì theo tôi biết maximum hiện nay có một số công ty là khoảng 12 tháng. Thì cái quyền chọn này nếu mà chúng ta mua của những cái doanh nghiệp cơ bản tốt mà nó họ có khả năng bật lại nhanh trong khủng hoảng ấy, thì cái tỷ suất sinh lời của cái chiến lược đầu tư này nó sẽ cao hơn, tại vì bản thân nó là có đòn bẩy phía trong. Và với những nhà đầu tư mà có điều kiện có vốn hóa lớn một chút thì chúng ta có thể tiếp cận theo hướng là preferred stock hay là distressed debt, tức là theo kiểu trái phiếu chuyển đổi ấy. Là thì từng kể lại một câu chuyện là hồi năm 2012-2013 đấy, là cái có một quỹ đầu tư là mua trái phiếu chuyển đổi của Lehman Brothers. Thì hồi đấy cũng là thời kỳ khủng hoảng kinh tế mà nhiều doanh nghiệp phải raise thêm vốn. Thì tôi nhớ quỹ đầu tư đấy họ mua trái phiếu chuyển đổi của Lehman Brothers, thì nếu mà doanh nghiệp có vấn đề gì thì họ có cái vẫn có cái lượng cổ tức an toàn và nhất định. Còn nếu mà doanh nghiệp mà phục hồi lại được thì họ sẽ chuyển đổi từ trái phiếu thành cổ phiếu và có một khoản tỷ suất lợi nhuận rất là tốt. Thì Tùng giới thiệu một số chiến lược đầu tư như thế, tức là không chỉ theo ngành phòng thủ hay là tăng trưởng mà theo vốn hóa nữa, vốn hóa cao, vốn hóa thấp.
hoặc là theo cái loại cổ phiếu đó, loại tài sản mà mình đầu tư nữa, là trái phiếu hay là trái phiếu chuyển đổi hay là cổ phiếu. Tôi bổ sung thêm một số ý nhé. Ok, cảm ơn Tùng. Như vậy là chúng ta đã trải qua khoảng độ gần một tiếng thảo luận với ba nội hàng rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi của các quý nhà đầu tư gửi về cho chương trình ở đây. Đây, một câu hỏi của quý nhà đầu tư gửi về nè. Các anh chị cho em hỏi, nhà đầu tư nên luân chuyển vốn giữa các loại tài sản, cổ phiếu, bất động sản, v.v. như thế nào để sinh lời hiệu quả trong vòng 5 năm tới? Em xin cảm ơn. Luân chuyển loại tài sản như nào, cổ phiếu, bất động sản như thế nào để sinh lời hiệu quả trong vòng 5 năm tới? Trong cái giai đoạn mà thị trường đang khủng hoảng ấy, thì thông thường người ta luôn nói là cash is king, tức là tiền mặt bây giờ nó là vua. Thế thì trong thời điểm hiện tại thì chúng ta đều đang nhìn thấy rằng là giá tài sản nó giảm rất là mạnh, và cash của chúng ta nếu lúc này mà có cash là lúc mà bắt đầu giải ngân dần, chúng ta sẽ giải ngân dần. Kể cả cái phần bất động sản ấy, thì cũng đang có một số thông tin là một số các bất động sản bắt đầu, ví dụ những bất động sản ở cái khu mà nó cái hạ tầng giao thông nó chưa được tốt ấy, thì rõ ràng là nó đã bắt đầu sụt giá rất là mạnh rồi. Thì đấy, ở đây chúng ta đang nhìn thấy là chúng ta phải nhìn vào cái giá trị thực của bất kể một loại tài sản nào, và trước khi chúng ta thực hiện định mua thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta nhận được gì sau đó. Đó thì tôi nghĩ rằng là sẽ không có câu trả lời cho đúng cho tất cả, nhưng tại thời điểm hiện tại tôi nghĩ rằng là chúng ta ưu tiên tích lũy tiền mặt và bắt đầu dùng tiền mặt đó để mua dần các loại tài sản giá rẻ. Đấy, chính hiện tại thì là mình giữ tiền mặt đúng không? Dạ. Và sẽ chọn lọc để mua tài sản. Đúng rồi. Giá rẻ trong thời gian tới. Vâng. Và quan trọng nhất phải hiểu cái tài sản đấy nó đem lại lợi suất gì cho mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng là mình bán được giá cao hơn, mà phải nghĩ rằng là mình sẽ thu được gì nếu như mua tài sản này. Ok. Cảm ơn Tùng. Còn các chuyên gia khác phân bổ tài sản trả lời gì cho câu hỏi này không? Các anh chị nhà tôi nên luân chuyển vốn giữa các loại tài sản như cổ phiếu, bất động sản, v.v. như thế nào để sinh lời hiệu quả trong vòng 5 năm tới? Kênh bất động sản ở Việt Nam mình thường là nó sẽ phản ứng sau kênh chứng khoán, thường là kênh chứng khoán là kênh cổ phiếu thì thường là phản ứng trước với cả các cái thông tin vĩ mô của nền kinh tế. Cho nên tôi đánh giá là nếu mà trong giai đoạn này chúng ta cân nhắc giữa bất động sản và cổ phiếu thì tôi đánh giá là kênh cổ phiếu thời điểm hiện tại nó hấp dẫn hơn rất là nhiều so với cả bất động sản. Thì tất nhiên là nó phải tùy vào từng cổ phiếu cụ thể, từng bất động sản cụ thể, nhưng về mặt bằng chung thì tôi đánh giá là hiện tại kênh cổ phiếu có tỷ suất sinh lời tốt hơn rất là nhiều. Và chúng ta nên nhớ một điều là cái bất động sản ấy thì cái tính thanh khoản của nó kém hơn so với cổ phiếu rất là nhiều, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà nền kinh tế có khủng hoảng và có cái sự suy thoái ấy, thì bất động sản cái thanh khoản của nó kém hơn cổ phiếu rất là nhiều. Tôi cũng rất đồng tình quan điểm với anh Tùng, đó là chứng khoán nó rất thanh khoản, thành ra giá nó giảm rất nhanh. Do đó là thường chứng khoán nó cũng tạo đáy trước cái thị trường bất động sản một thời gian, thường là tính theo đơn vị bằng năm đấy, chứ cũng không phải là vài tháng đâu. Bởi vì chính vì đất là thanh khoản nó không cao, thành ra là cái giá nó cũng giảm chuyên sâu. Thì ngay cả ví dụ gần đây chứng khoán của chúng ta đã giảm tới 30-40%, đúng không? So với những mức cao. Nhưng mà bất động sản thì tôi có khảo sát bất động sản Hải Phòng, một điểm nóng trong cái năm 2019 vừa qua, do có VinFast đầu tư và rất nhiều các tập đoàn lớn đầu tư đó. Thì đâu đó ở Hải Phòng thì cũng bắt đầu dục dịch giảm. Tuy nhiên cái mức độ giảm thì chưa đến 10%, chưa đến 10%. Và chúng ta quay lại một chút là cái chu kỳ kinh tế với cả các tài sản vận động, thì thấy rằng thường là bất động sản ấy, chứng khoán thì sẽ có hai giai đoạn tăng. Giai đoạn đầu là tăng do giá cổ phiếu giảm sâu dưới mức giá trị rất nhiều và nó bật trở lại giá trị của nó. Đó thì đấy người ta hay gọi là giai đoạn bắt đáy. Giai đoạn thứ hai chứng khoán tăng rất mạnh là giai đoạn gần cuối chu kỳ. Khi mà các cái doanh nghiệp, khi mà xã hội người ta gọi là toàn dụng đấy, các doanh nghiệp có được lợi nhuận cao nhất, rồi là những nhà đầu tư cũng tích lũy được tiền tốt nhất từ những cái năm trước ổn định, thì chứng khoán lại tăng đến giai đoạn cuối đó nữa. Đó tức là chứng khoán có hai giai đoạn tăng rất mạnh như thế. Còn đối với bất động sản thì tôi thường thấy nó tăng thường là một giai đoạn thôi. Đó là giai đoạn từ giữa chu kỳ kinh tế đến cuối chu kỳ kinh tế. Đó, thì đấy là cái kinh nghiệm của tôi khi mà đã từng đầu tư hai thị trường này trong những năm qua. Ok,
cảm ơn nhà bổ sung rất là chất lượng của anh Phục ha. Chuyển qua câu thứ hai, cổ phiếu hàng không và dầu khí giảm rất mạnh, theo các chuyên gia đã tham gia nhặt dòng được chưa? Về dòng dầu khí ấy, thì tôi cho rằng hàng không và dầu khí. Vâng, hàng không và dầu khí. Thì tôi muốn nói dòng dầu khí trước. Dòng dầu khí thì chúng ta nhận thấy rằng là cái dầu đá phiến của Mỹ ấy, nó đang thay đổi rất nhiều cái bức tranh cái nền công nghiệp dầu khí nói chung của toàn nền kinh tế. Ví dụ như nếu như các nước mà đang sống nhờ dầu khí là gồm có Nga và các nước Ả Rập, thì bây giờ ở Mỹ nó là một đất nước sáng tạo. Mà đất nước sáng tạo thì cái dầu khí của họ xuất khẩu nó chỉ là một trong những cái mặt hàng khác của họ thôi. Chính vì vậy mà trong khi đó cái mảng dầu khí của Mỹ lại tăng trưởng rất là nhanh và mạnh. Chính vì thế cái việc mà các công ty của Mỹ nó cửa công ty tư nhân và họ đang gọi là làm cho cái ngành phá vỡ cấu trúc của ngành đấy đi. Đấy là một điểm tôi nghĩ rằng về dài hạn là rõ ràng ngành dầu khí sẽ bị giảm đi. Và tôi có đọc một cái báo cáo của UBS ngày xưa nói về ngành dầu khí thì họ tin rằng cái mức giá cùng lắm là lên được khoảng 6-70 đô trong khoảng 10 năm tới và sau đó là sẽ sideways down. Tức là bởi vì cái ngành đấy nó đang bị phân mảnh ra quá và sau này nếu như mà Mỹ mà xuất khẩu cái công nghệ dầu đá phiến sang các nước khác, bởi vì công nghệ hiện tại đang chỉ có Mỹ làm, mà công nghệ đấy mà nếu họ xuất khẩu sang các nước khác thì tự nhiên ngành đất nước cả thế giới này thành thế giới thừa dầu. Ngày đó và tôi nghĩ rằng là với việc mà cái chi phí mà sản xuất dầu Việt Nam đâu đó khoảng 40-50 đô ấy, thì tôi nghĩ rằng là về dài hạn thì những cái ngành mà thuộc dạng khai thác của đầu ngành, đầu nguồn của Việt Nam ấy, nó sẽ là hơi kém. Nên tôi thiên về hướng là không nên mua ngành dầu khí bởi vì cái bức tranh dài hạn hơn của nó của ngành là kém rồi. Về ngành hàng không thì đấy, như tôi vừa trình bày trong cái bản slide thì tôi tin rằng là ngành hàng không cái nhu cầu cho cái đất nước chúng ta về khách quốc tế này, về cái tỷ lệ giờ bay trên đầu người cũng còn thấp này, thì tựa như đấy tôi nghĩ trong dài hạn thì ngành hàng không vẫn rất là ok. Tuy vậy thì do cái tác động tâm lý của Covid thì tôi tin thì cái việc mà phục hồi của nó có thể là đến từ 2021 chứ nó sẽ không đến ngay sau đỉnh dịch. Tức ví dụ dịch mà được kiềm chế tháng 6 thì có khi nó phải đến 6 tháng sau, nhưng một năm sau thì bắt đầu cái người ta quay lại thói quen của ngành hàng không. Thì đấy là tôi nghĩ rằng là ngành hàng không nó sẽ bị độ trễ khoảng 6 tháng một năm. Và ngành dầu khí tôi nghĩ rằng là không nên đầu tư về dài hạn. Rồi tiếp chị Hiền có muốn bổ sung gì thêm? Ra là về giá dầu ấy thì mình cũng đồng quan điểm với Tuấn là giá dầu trong tương lai nó sẽ có, nói chung là nó khó quay trở lại cái mức cao như là giai đoạn là 2017-2018 được. Tuy nhiên là khi mà đầu tư vào giá dầu thì mình nên chú ý lên vì cái chuỗi giá trị của ngành dầu khí Việt Nam thì nó chia ra làm thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn. Thì mỗi cái doanh nghiệp như thế nó sẽ có một cái sự tác động riêng. Chẳng hạn như là những cái doanh nghiệp thượng nguồn và trung nguồn là luôn luôn những doanh nghiệp mà chịu tác động nhiều nhất bởi giá dầu. Cho nên là các anh chị thì nhìn thấy là giá dầu mà tăng thì là gas PVD tự nhiên ngày hôm sau lại tăng trần, giảm khi giá dầu giảm thì hôm sau lại giảm sàn. Đây là nó cái độ mà dao động nó rất là lớn. Thì cũng rất là khó để mà nhà đầu tư mà xác định mà đầu tư lâu dài. Tuy nhiên là ngược lại thì các doanh nghiệp mà ở về phía hạ nguồn, chẳng hạn như là các doanh nghiệp điện khí chẳng hạn, hoặc là các doanh nghiệp vận chuyển dầu khí, hoặc là các doanh nghiệp phân bón đạm, khí điện đạm, thì nó lại chịu tác động ít hơn và thậm chí là nó được hưởng lợi. Thì mình khi mà thực ra thì trong nguy cơ và trong nguy hiểm của cái cơ, cho nên là cũng có đâu đó mình cũng có thể nhặt ra được một vài cổ phiếu trong ngành dầu khí. Còn nói về ngành hàng không thì mình nghĩ là ngành hàng không nó sẽ phục hồi nhanh. Nhưng mà vấn đề chỗ là cái giá hiện nay nó đã đủ hấp dẫn để mình mua vào hay chưa? Vì có những cái trong hiện tại thì mình có HVN này, có Vietjet Air này. Có một số ngành từ hàng không thuộc về kiểu về dịch vụ như là SCS hay là Ataseco chẳng hạn, thì cái mức độ mà giảm giá của nó khác nhau thì mọi người phải nhìn xem là hiện nay cái mức giá hiện tại nó đã những cái rủi ro nó đã phản ánh vào hết chưa, hay là nó chỉ nó vẫn chưa phản ánh hết. Cho nên là nói về cả ngành thì rất là khó, thì nói về từng cổ phiếu thì nó rất là dễ.
Cho nên hồi nãy trong cái câu hỏi mà mình đặt ra cho các bạn list, nếu mọi người tin ý sẽ để ý mình vừa là ngành nhưng mà là nhóm cổ phiếu, ý mình là chứa đây là kết hợp cả hai, là yếu tố cơ bản và yếu tố giá của nó nữa. Đây là cái lưu ý của chị Hiền cho nhà đầu tư là rất quan trọng, mọi người phải lưu ý. Tiếp câu hỏi nữa là theo các diễn giả thì những nhóm ngành nghề nào sẽ phục hồi nhanh nhất, ngành nghề nào phục hồi bền vững nhất? Phục hồi nhanh và phục hồi bền vững nha. Nãy mình discuss rồi. Trả lời chưa? Trả lời lại. Ê, mà lại mình có cái bảng cho để cái bảng mà bạn của anh đúng không? Cái bảng mà cái bảng của bên em mới chứ thì những nhóm ngành nghề phục hồi. Không, bạn của chị không liên quan, các chị nhớ lúc nãy có một cái bảng mà đây là của Tuấn ấy, là những cái nhóm ngành mà sẽ phục hồi. Không có biết đấy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đây. Đây. Ừ. Đây tôi. Vâng. Đấy, bản lẻ. Rồi những em đây, này tôi mới ra bài bản lẻ. Không không. Là chính, đúng không? Nhưng mà tùy theo cái time horizon khác nhau như thế nào. Đúng không? Trong những cái buổi như này thường mình ít comment cổ phiếu cụ thể, nhưng mà tuy nhiên có một câu hỏi về cổ phiếu cụ thể thì không biết các bạn analyst có sẵn sàng trả lời không nhé. Các chuyên gia đánh giá như thế nào cổ phiếu RE và FPT cho đầu tư dài hạn? RE thì quan điểm của tôi thì RE là một công ty nó thiên về holding, và hiện tại nếu như định giá công ty này thì PB đâu đó khoảng 0.8 lần đúng không ạ? 0.8 lần hay 0.9 lần đấy, chưa đến 0.9 đâu. Thì đó thì chúng ta sẵn sàng mua một cái ví trong đó có 1 triệu mà chúng ta bỏ ra có khoảng 850, 850.000, nên ta đã được rẻ hơn khoảng 10% rồi. Và trong đó cái ví đấy mỗi năm lại tăng trưởng lên khoảng 15, tức là 1 triệu tháng 5 nó lại thành 1.150.000, ví dụ đấy. Thì tôi nghĩ rằng là nếu như kỳ vọng chúng ta ở mức khoảng chắc là có đâu khoảng 11-15% thì hoàn toàn có thể mua được công ty này. Đó là về dài hạn. Còn FPT thì câu chuyện nó là câu chuyện về cái chi tiêu ICT như tôi có trình bày ở kia. Thì chúng ta sẽ thấy rằng tăng trưởng ICT, tiêu thụ ICT của toàn nền thế giới đang ở mức rất là cao. Và theo theo số liệu của IDC là cái tăng trưởng của chuyển đổi số đâu đó khoảng 9%. Thì đấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái quy mô của ngành này là quy mô nó tăng trưởng rất là mạnh. Và cái thị phần của FPT coi như là cũng nằm bé tí tí ở trên bản đồ ấy. Tức là FPT sẽ được hưởng từ hai cái. Một là quy mô tốt, thứ hai đó là cái tăng trưởng thị phần. Thì đấy là hai điểm mà tôi tin rằng hai cổ phiếu này đều rất đáng để đầu tư trong dài hạn. Rồi, cảm ơn anh Tuấn. Như vậy là nãy giờ mình cũng đã trải qua hơn một tiếng của buổi thảo luận ngày hôm nay rồi. Thì tôi xin phép được tóm tắt lại để chúng ta kết thúc cái buổi thảo luận của Insight số 04, đúng không? Chúng ta có hỏi một là cập nhật tình hình điểm nhấn chính trong tuần vừa qua. Thì Covid hiện tại vẫn khá là phức tạp ở Mỹ, đúng không? Nhưng tuy nhiên là khi mà đưa vào các cái dự báo cụ thể, các cái số liệu mà chúng ta quan sát một cách khách quan thì có vẻ như là nước Mỹ đang là tâm điểm của dịch, thì đang bắt đầu tiệm cận cái vùng đỉnh của dịch rồi. Nhưng mà mọi nhà đầu tư cần phân biệt là từ cái đỉnh đó đến lúc mà thời gian khắc phục có vaccine hay như nào đó phía sau thì chúng ta lại phải tiếp tục còn có thêm thời gian để theo dõi tiếp. Thứ hai là trong cái nhóm chủ đề chính về nhóm ngành cổ phiếu nào sẽ outperform, underperform trong giai đoạn hậu Covid, cùng với đó là định hướng của nhà đầu tư như nào. Thế thì các chuyên gia có cái đề xuất là thứ nhất là về chọn cái nhóm ngành, nhóm cổ phiếu ấy, thì là như quan điểm của anh Tuấn là nên kết hợp giữa các cái nhóm phòng thủ, đúng không ạ, để cho nó có cái sự bền vững trong danh mục, và cộng với những cái nhóm ngành mà nó có một cái đặc tính là thường sâu cái cuộc khủng hoảng là nó bật lên rất là mạnh, để cho cái danh mục chúng ta có thể tận dụng được cơ hội của cả hai, đúng không? Giữ được ổn định, có dòng tiền ở giai đoạn này, và đồng thời là hậu Covid thì lại hậu khủng hoảng thì lại tận dụng được cơ hội rất tốt. Còn cái cách tiếp cận, có một cách tiếp cận khá là hay của chị Hiền là đầu tư theo các cái nhóm chủ đề khác nhau, ta gọi là investment team, đúng không ạ? Thứ nhất là cái nhóm mà ít bị ảnh hưởng thì cái đó cũng khá trùng với anh Tuấn. Thứ hai là những cái nhóm ngành mà khi qua đi thì được kích thích kinh tế này kia rất là nhiều, ví dụ như điển hình như đầu tư công đi kèm theo đó là ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, đúng không? Nhóm ngành thực phẩm thì không vâng, và một investment team cũng khá là thú vị là đầu tư vào những công ty mà có tiền bạc nhiều, đúng không ạ? Còn về cái chiến lược giải ngân, chiến lược đầu tư thì anh Phục có cái đề xuất đã là hiện tại theo đánh giá của anh là mặt bằng cổ phiếu cũng đã tương đối rẻ rồi,
đúng không ạ? Thì chúng ta nên mạnh dạn, không cần phải cố đoán đấy định gì cả, mà chúng ta rải đều là chúng ta nhặt dần và phân bổ dần, đúng không ạ? Ý là như vậy. Và anh Tùng cũng có bổ sung thêm một số cái chiến lược, ngoài cái công cụ cổ phiếu là bình thường, anh còn có gợi ý thêm một số cái chiến lược kết hợp khác nữa, thì có thể là phái sinh hay là những công cụ như là convertible bond này kiểu vật. Đấy thì tôi thay mặt cho ban hôm nay hy vọng rằng là trong hơn một tiếng đã mang lại cho các nhà đầu tư một cái góc nhìn và cập nhật tình hình cũng như là các cái định hướng trong giai đoạn này, và cũng như xuyên suốt trong tất cả các cái lần mà đi inside từ số 01 đến giờ thì cái kênh này là chúng ta chuyên vào phân tích chuyên sâu về ảnh hưởng của thị trường đến các kênh tài sản, và chúng ta luôn luôn có cái sự lựa chọn về tích sản, chính là các cái sản phẩm mà bên VN Direct chúng tôi cụ thể là nhóm dịch vụ quản lý tài sản đang giới thiệu ra, ví dụ như là nhóm tích sản hưu trí, sắp tới đây là sẽ có các cái nhóm về đi wow để tích sản này kiểu v.v. thì đây hoàn toàn là một cái chiến lược mà chúng ta có thể sử dụng cho cái giai đoạn này để mà chúng ta đỡ phải đau đầu về cái chuyện là đón đỉnh hay đấy lúc này, đúng không ạ? Chúng ta không biết ngày mai nó sẽ như nào, tốt nhất chúng ta cứ chọn những dịch vụ mà nó hướng đến đầu tư lâu dài, thì rất là mong sẽ được có cơ hội phục vụ các quý nhà đầu tư trong thời gian tới. Xin cảm ơn các chuyên gia đã dành thời gian chiều hôm nay chia sẻ rất là nhiệt tình với các nhà đầu tư. Xin hẹn gặp lại vào chiều thứ hai tuần sau.